Kính chào toàn thể cô bác anh chị em. Hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm, không biết có thần thánh hay không, mình không biết. Đây là một cái chai nước xanh xanh. Nước này của anh em nào, anh em đó nhận nha. À, đây là khoảng 8 lít nước, 7 lít nước gì đó. Là mình Tưới trộn ở trên cây nữa phải không? tưới cái cây si này. Tưới cái cây si này là khoảng 50cc cho 7, 8, 9 lít nước. À, đây là mình tưới cây này hôm đó mới vàng lá thú rễ mà nó chậm lớn quá, nó si. Thay vì nhổ đó, mình không nhổ, mình cứu thử coi nó tình hình nó là sao. Đó, thì theo cái chỉ định của anh em là tưới là vậy. Hôm đó này không có thời gian tưới, mình không có tưới, thì giờ có thời gian tưới rồi mình rảnh mình chiết thời gian mình qua mình tưới. Mình đưa thuốc cho ông chú ông tưới. Đó là khoảng gần 10 lít. Rồi mình sẽ tưới thêm một cây nữa cho anh em. Vũ mẹ nó uống sủ rồi sầu thí rồi. Ừ, cây này là Thái trồng một lượt lượt với những cái cây kia. Nhưng mà nó không ok. Bây giờ thay vì nhổ nhưng mà không nhổ giống như mình vừa để nói đâu, đâu phải không? Mình vừa nói thì để coi tình hình nó sao. Bữa nay là ngày 20 26 tháng Giêng âm lịch. Rồi coi cái hiện tượng cũ và hiện tượng mới sau một thời gian, một tháng, hai tháng, nửa tháng gì nữa, mình biến nó biến chuyển rồi mình sẽ quay lại cho anh em cô bác xem. Gọt sao không nghĩa? À, tươi la rồi hả? Quay. Có ông chơi ông cài bẫy chụp hôm qua hả? Đây nè, mới chụp hình. Mới quay phim cái là nó lọt cái ao cái tổng. Mới quay phim nó lọt cái ao cái chùm. Rồi vậy đi, rồi mình sẽ thông tin lại cho cô bác anh chị em xem. Rồi sẽ qua cái cây bên kia cái nữa là xong. Mẹ cái lá này sao? Đây thêm một cây nữa là cái cây này vàng lá thú rễ. Nó vàng lá biểu hiện vậy nè. Cái màu nó vàng vậy nè. Để mình cứu thử coi nó sống nè. Coi nó ok không nè. Bị gì đó, tính sao. Tưới từ cái đọt tới xuống khoảng 10 lít nước. Một thời gian sau mình sẽ thông tin lại cho cô bác anh chị em xem. Hai cây 26 tháng Giêng. Ok. Cái hiện tượng là nó gì? Nó vàng lá dữ dằn lắm nha. Cái con gì nó đục nhan vô đây nè, cái nó khô nó héo tao cắt. Coi nó có hiện tượng nó cứu dễ cứu gì để nó ra nè. Để nó ra dài 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 đây nè, sao nó khô mày ơi. Nó khô rễ nè. Nè. Đó. Rồi tao lấy cỏ tao đẩy nè. Rồi. Chờ đợi thử coi nó như thế nào. Không biết lý do gì, không biết tại sao mà ông con bây gì giờ ăn đây cắt bớt vô chân hết này ha. Không vô hả? Sao thấy tao thấy nó rồi rễ đây rồi, như video ngắn gọn thôi như đây rồi chờ kết quả lúc trong nó còn tư nữa này.